Từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hành vi vi phạm về nồng độ cồn được tập trung xử lý nhiều hơn cả. Lý do là bởi những sự việc nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây đều liên quan đến những người lái xe có sử dụng rượu bia. Vậy nhưng theo ghi nhận của phóng viên Chủ động 24 giờ thì tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia vẫn diễn ra. Sáng, trưa hay tối, chỉ cần thích, ai cũng có thể nâng ly. Phớt lờ quy định cấm người lái xe sau khi sử dụng rượu bia, những quán nhậu cứ thế tấp nập người đến và đi bằng chính phương tiện do mình tự lái. Bây giờ đang ra quân xử lý uống rượu bia lái xe đấy chú ạ. Xử lý ở đâu chứ ạ? Uống bia xong người ta cũng tự lái xe về hả chú? Tự đi bình thường mà, kể cả ô tô cũng thấy. Để tối đa hóa lợi nhuận, nhân viên cứ liên tục mang bia ra mời khách, cho đến khi ai từ chối mới thôi. Chênh choáng cơn say, có người chấp hành không tự lái xe về, nhưng phần đông thì không. Mũ bảo hiểm cũng không nốt, vi phạm chồng vi phạm. Bác lớn tuổi này, bác uống bia rồi mà bác lái xe này nguy hiểm quá. Đâu, nghe đột xuất à. Đột xuất á? À? Ừ. Nhưng mà ông có biết là uống rượu bia lái xe nguy hiểm không? Ai cho tao lái mà vớ bà ớ bẩn, hỏi đâu là cũng được. À, về nguyên tắc là uống bia uống rượu không được. Những cuộc vui cứ thế lên cao, uống liên tục, và chính những người này sau đó lại tự lái xe ra về. Bọn anh uống cũng nhiều đấy, cần có người đưa về không? Không, thoải mái. Tại vì anh không sợ cảnh sát giao thông bắt à? Không. Bọn anh cũng biết thừa là không được uống rượu bia thì lái xe mà, đúng không? Sao mà vẫn lái? Uống đây rồi thì lái thôi. Biết sai nhưng vẫn phạm luật, chẳng ai có lý do chính đáng, chỉ biết rằng niềm vui được đặt lên trên hết. Không say thì không về. Vâng, hiện nay thì mức xử phạt về tiền đối với người vi phạm đi xe máy sau khi uống rượu bia có thể lên tới con số là 7 triệu đồng. Còn mức cao nhất đối với người lái ô tô có thể lên tới là 40 triệu đồng cùng với việc tạm giữ phương tiện và bằng lái xe. Không ít người đã tỏ ra giật mình vì mức xử phạt này là không hề thấp. Và nhiều người trong số đó đã chọn cách chống chế, thậm chí là cả chống đối thay vì hợp tác nộp phạt. Cứ thổi ra, thổi mạnh vào. Cứ thổi mạnh ra ngoài, chứ thổi mạnh, vào. thổi bóng bay. Cứ thổi ra ngoài, chứ hút vào. Đấy là chú đang hút vào rồi, chú thổi ra ngoài, chú thổi trong ống này. Đi về làm gì? Để cho đo kiểm tra nồng độ cồn của chú. Đây là hút vào rồi. Đang hút vào, chú thổi ra cơ mà. À, thổi ra. Vâng ạ. Lại hút vào rồi thổi ra cơ mà. Tôi hút vào để cho nó hết. Không mùi bia rượu đi, ông hỏi chi. Đâu rồi, chú có thổi không? Không thổi. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này sẵn sàng bỏ lại tài sản là chiếc xe máy. Cho ông đấy. Cho lấy làm gì? Tùy vào nồng độ cồn đo được, người vi phạm sẽ có mức phạt cụ thể đi kèm. Nhưng đối với những người không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì sẽ phải chịu mức phạt cao nhất. Đối với xe mô tô là phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong vòng 23 tháng và giữ xe trong vòng 10 ngày làm việc. Lập biên bản tạm giữ xe thì nhiều trường hợp cũng bức xúc trong người. Không thiếu những hành vi gây cản trở chống đối cơ quan chức năng, thường là quay đầu bỏ chạy. Và đôi khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng có. Quận Hoàn Kiếm vốn là địa bàn có diện tích nhỏ nhất thủ đô, nhưng chỉ trong 2 tháng ra quân, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cũng đã xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chú có phải quá là người biết uống bia uống rượu đâu. Chú uống rượu thuốc rồi. Từ lúc 10 giờ sáng mà chú đi tắm rồi, mặc quần áo đi tắm. Nếu bây giờ mà thổi thì chắc chắn là không có. Chú chưa hiểu là cái thổi này nó như nào, bao nhiêu thì nó lên, nhưng mà chú chưa hiểu. Chưa hiểu thì sẽ được giải thích. Bởi toàn bộ quá trình làm việc của cơ quan chức năng với người vi phạm sẽ đều có video và biên bản cụ thể làm bằng chứng. Mức của anh là 0,08, dạ, vâng. Là dưới 0,25. Dạ, vâng. Lúc này đối với xe mô tô của anh là phạt 2 triệu rưỡi. Và tước giấy phép lái xe trong vòng 11 tháng. Vâng. Và tạm giữ xe trong vòng 10 ngày làm việc. Vâng. Lần này bị phạt thì lần sau có uống nữa không hả anh? Chắc chắn là không rồi. Quá nhiều bài học đắt giá không chỉ đến từ những tấm phiếu phạt. Vậy cớ gì mà nhiều người cứ tái diễn tình trạng vui vài phút, để rồi có thể sẽ phải buồn cả đời.